Chương 16, Điện thần dưới lòng đất. Lúc này ngọn lửa đã bùng lên cháy khắp nửa hang núi, trong biển lửa bùng bùng những tiếng lách tách nổ vang không ngớt. Bấy giờ tôi mới nhìn rõ, thì ra các hang hình tam giác này là một công trình nhân tạo, được xây toàn bằng gỗ, có lẽ để giữ cho kiên cố, người ta đã quét lên đó một hỗn hợp nhựa thông và dầu. Kích cỡ kiến trúc này gỗ này ước chừng 7-8 căn nhà dân, không biết xây ở đây để làm gì, xung quanh rặt là những thi thể khô đét bị nhện chàm đen hút khô kiệt. Có cả xác người lẫn xác động vật, bị nhện chàm đen hút hết phần nước trong cơ thể, tương đương với một lần xử lý thoát nước cho thi thể. Tuy bên ngoài xác khô bị tơ nhện bao kín, nhưng chúng tôi vẫn dễ dàng nhận ra thảm cảnh bị từ từ đày đọa cho đến chết, trên những gương mặt đó vẫn giữ nguyên những nét đau đớn kinh hoàng tột độ. Lẫn giữa đống đổ nát của công trình gỗ bị thiêu cháy chỉ thấy ba khối cầu lửa to tướng đang lăn lộn giãy giụa trong ngọn lửa, một lúc sau dần dần bất động, không rõ là bị thiêu chết hay là do gỗ đá đè chết, cuối cùng chỉ còn đống đen sì. Cả tôi, Tuyền Béo lẫn Răng Vàng vẫn chưa hết bàng hoàng, trong lòng muốn chạy đi thật xa, nhưng chân tay lại không chịu nghe lời, đành ngồi bệt xuống đất. Nhìn đám cháy lớn, cả ba bất đồ ngơ ngác nhìn nhau, công trình kiến trúc bằng gỗ và đá này là cái gì? Tại sao bon nhện chàm đen lại biến nó thành sào huyệt của chúng? Tuyền Béo đột nhiên chỉ tay về phía đống lửa nói, nhất. Anh Răng Vàng, Nhìn. Có mặt người, tôi và Răng Vàng nhìn theo hướng Tuyền Béo chỉ, quả nhiên lẫn trong đống lửa đang bốc lên ngùn ngục là một khuôn mặt người khổng lồ, nó còn lớn hơn hoa văn mặt người trên lưng nhện chàm đen gấp mấy lần, to hơn cả khuôn mặt người được khắc trên vách đá Tây Chu. Gương mặt ấy được ánh lửa phản chiếu hắt vào vốn đã quái đản càng trở nên thần bí, khuôn mặt nằm ở chính giữa công trình kia, chỉ đến khi xung quanh đổ sập xuống mới lộ nguyên hình, thì ra là một cái đỉnh đồng đen khổng lồ. Thân đỉnh đúc thành một gương mặt người cổ quái. Tuyền Béo hỏi tôi, nhất này, lẽ nào đây cũng là một phần của cái hồn mộc hết tiệt kia? Tôi lắc đầu trả lời, có lẽ không phải, có thể người thời cổ coi loài nhện chàm đen mặt người tàn ác này như hóa thân của thần thánh nên hết sức sùng bái, có ý xây dựng trong hang ổ chúng cái điện thờ này để mà cung phụng, thời ấy con người đâu có được coi là người, không biết đã hy sinh mất bao nhiêu con người làm đồ hiến tế cho chúng. Hôm nay ba chúng ta đốt trụi hang ổ của chúng, âu cũng là một cách thay trời hành đạo. Tôi nghĩ hồn mộ Tây Chu và đàn tế xô đỉnh đồng mặt người này có quá nữa là liên hệ gì đó với nhau. Rất có thể sau khi lăng mộ Tây Chu bị phá hủy, nơi này nhờ vào vị trí kín đáo, nằm sâu trong động núi, nên đã tồn tại được đến ngày nay. Thế nhưng những sự việc đó đã trở thành một lớp bụi phủ lên dòng lịch sử. E rằng chỉ có những nhà chuyên nghiên cứu lịch sử thời kỳ Tây Chu mới có thể biết được chút ít về vấn đề này. Tôi nói với Tuyền Béo, giờ không phải lúc nói về vấn đề vô bổ này, cậu có bị thương chỗ nào không? Chúng ta cõng Răng Vàng mau chóng rút khỏi đây thôi, biết đâu còn con nhện chàm đen nào sống sót, nó mà tấn công tiếp, chúng ta chỉ còn mỗi chiếc quần đùi, sẽ không còn cách nào đối phó được đâu, Tuyền Béo nói, giờ mà bỏ đi thì tiếc nhỉ, đợi lửa cháy hết, nghĩ cách lôi cái đỉnh đồng kia ra, thứ này mà mang về Bắc Kinh, đoán chừng cũng phải đổi được mấy cái nhà đấy. Nói đoạn huýt huýt Răng Vàng, anh Răng Vàng thế nào rồi? Tỉnh lại chưa? Răng Vàng nhiều lần bị kinh hoàng, lại va đập vào đất đá bao nhiêu lượt, giờ ngồi đờ đẫn nhìn ngọn lửa cháy, đến khi bị Tuyền Béo lắc mạnh, hắn mới hoàn hồn, anh Tuyền, anh Nhất, không ngờ ba anh em ta lại, hội ngộ dưới âm ti này, đây là đâu? Đã qua cầu Nại Hà chưa? Tuyền Béo vỗ vai Răng Vàng rồi nói, anh mê sảng à? Chúng ta đã chết đâu, chưa chết thì phải tiếp tục sống mà chịu tội chứ. Nhưng tôi thông báo với anh một tin tốt lành, chúng ta phát tài rồi, ngôi đền thờ phía trước có một cái đỉnh đồng đen mặt người. Ấy chết, cái thứ đó chắc không bị chảy ra chứ, nói đoạn, đứng dậy, định tiến lại gần xem cho kỹ. Tôi nằm sõng trên mặt đất gác gỏng, ông không thôi đi được hả, giờ đến quần áo cũng chẳng còn, trần chuồng cả rồi mà còn ham hố cái đống sắt vụn à. Hai mắt Tuyền Béo sáng rực lên, chẳng thèm nghe tôi nói, nhưng lửa vẫn cháy bùng bùng, tiến lên vài bước. Cậu ta không chịu nổi sức nóng phả ra từ đám cháy, đành phải lùi lại, bỗng vấp phải một xác người bị nhện ăn thịt, hẫng chân, ngã bổ nhào lên xác chết. Cái xác khô này chẳng biết đã chết từ bao giờ, há hốc cái miệng đen ngòm, nơi lúc trước là đôi mắt giờ chỉ còn hai hốc tối om. Tuyền Béo ngã sấp lên cái xác khô, vừa vặn đập mặt vào mặt xác chết, tuy cậu ta gan dạ, nhưng cũng sợ giật bắn mình, hét ầm lên, hai tay chống lên cái xác, cuống quýt bò dậy. Chân tay Tuyền Béo luống cuống định đẩy cái xác khô ra, nhưng vô tình lại dứt một vật gì đó trên cổ người chết,
thấy trong tay cồng cộng thêm một thứ gì đó, liền giơ tay lên, phát hiện vậy ấy giống cái móng động vật. Trong ánh nến, chiếc móng đen bóng trong suốt, phần dưới còn khảm một vòng kim tuyến. Tuyền Béo quay đầu lại hỏi tôi, Nhất, cậu xem đây có phải bù mô kim không? Nói đoạn lại lần sờ thi thể người chết, à, còn có một gói gì này. Gã béo vừa nói vừa nhấc một cái túi vải lên, đổ dốc xuống đất, xem có thứ gì đáng giá không. Răng vàng nằm vật xuống đất, ánh mắt đờ đẫn hoang dại, rõ ràng là kinh hãi quá độ vẫn chưa hoàn hồn. Tôi thì bãi hoải đau nhức khắp người, mặc dù trong lòng vẫn sợ còn con nhện nào đó quanh đây, nhưng lại không thể lập tức rời khỏi đây được. Đột nhiên thấy Tuyền Béo tìm ra bùa mô kim trong cái xác khô gần đấy, liền bảo cậu ta ném qua để xem thử. Tuyền Béo đang bận bịu bới đống đồ trên mình cái xác, thuận tay quăng cái bùa mô kim cho tôi. Tôi nực lên xem xét kỹ lưỡng, bùa mô kim đen bóng trong suốt, lóe ra những tia sáng lấp lánh dưới ánh lửa bập bùng, phần đầu sắc nhọn, phần dưới hình chấp cục, được khảm mấy sợi kim tuyến, tạo thành hoa văn thấu địa. Trên thân bùa có khắc hai chữ mô kim theo lối chữ triệu cổ. Cầm cái bùa trong tay, cảm nhận được từng chút se lạnh toát ra từ chiếc bùa, cảm giác rất nhường. Đây chắc chắn là bùa mô kim chính cống, móng vuốt sắc nhất của con xuyên sơn giáp. Trước tiên ngâm đúng 7749 ngày trong loại sáp có tên là Tuyền Lạp, sau đó đem chôn sâu 100 mét dưới một ngôi lầu rồng, mượn lấy linh khí của mạch đất trong 800 ngày cuối cùng mới có thể chế thành vật chứng nhận tư cách của vị mô kim hiệu úy chân chính. Loại bùa mô kim xịn này tôi mới chỉ thấy một cái duy nhất của Si Ly Dương, hai cái răng vàng tặng tôi và Tuyền Béo hồi xưa đều là hàng giả, đem so với hàng thật, liền lập tức phân biệt ra ngay. Chiếc bùa mô kim này ở trên cái xác khô kia, lẽ nào đó là thi thể của vị tiền bối đã xây ngư cốt miếu năm xưa? Chắc hẳn ông ta cũng bị mộ u hồn vây khốn, tiến thoái lưỡng nan, sau cùng phát hiện ra bí mật về gia cầm sống, định lần ngược trở ra, nhưng nửa đường thì bị lũ nhện phục kích giống chúng tôi, mà ông ta lại chỉ có một thân một mình, một khi dính chiêu của lũ nhện, ắt chẳng thể xoay chuyển tình thế, để rồi cuối cùng phải chết thảm nơi đây. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng thấy bồi hồi. Tuyền Béo bưng một cái bọc đến trước mặt tôi nói, Nhất, đang nghĩ gì thế? Mau xem đây là những thứ gì, toàn đồ trên mình xác chết đấy. Tôi đón lấy túi đồ Tuyền Béo đưa xem xét kỹ từng món bên trong. Cái túi vải kiểu như một túi bách bảo, toàn những vật dụng linh tinh, có 7-8 cây nến, hai chiếc đèn ấn dẹp thành một sấp. Với chúng tôi, mấy cây nến lúc này còn quý hơn ngàn vàng, hiện giờ ngoài mỗi cái bật lửa ra, chúng tôi chẳng còn công cụ chiếu sáng nào nữa cả. Tôi bảo Tuyền Béo cất cây nến và đèn giấy cẩn thận, lát nữa rời khỏi hang đá vôi này ra ngoài, đều trông chờ cả vào mấy thứ này. Trong túi bảo bối còn có mấy cục pin khô kiểu cũ của Đức, nhưng không thấy có đèn pin, ngoài ra còn có 3 viên thuốc nào đó. Tôi thấy mấy viên thuốc này, bỗng dưng giật thót mình. Lẽ nào đây là loại thuốc bí mà các mô kim hiệu úy thời xưa điều chế? Trong cổ mộ có khí độc của xác chết, các vị mô kim hiệu úy trước đây đời này qua đời khác vẫn truyền cho nhau một phương thuốc thần bí, chế thành linh đơn, trước khi vào mộ đổ đấu, uống một viên, có thể trung hòa độc khí toát ra từ xác chết trong mộ, nhưng không có tác dụng đối với không khí nhiều năm không được lưu thông. Chỉ khi bật nắp quan tài, tiếp xúc với người chết ở cự ly gần, dùng thuốc sẽ tránh được độc khí xâm nhập vào cơ thể. Thời xưa không như bây giờ, mặt nạ phòng độc thời nay có thể bảo vệ cả đôi mắt, nhưng thời cổ các thiết bị phòng độc tương đối lạc hậu, dù bịt mặt kỹ đến mấy, cũng phải để chừa ra đôi mắt. Nếu quan quách đóng chặt, xác của chủ mộ phân giải bên trong quan tài, khí độc sẽ bị giữ lại trong quan. Loại khí độc này có thể chạy vào ngũ quan thất khiếu, hết sức có hại cho người sống. Song viên thuốc này cũng chỉ có công hiệu hóa giải khí độc từ xác người, đối với những khí thể độc hại khác, vẫn cần có những cách giải quyết khác, như thông gió cho mộ, cho động vật sống vào mộ trước, vân vân. Chỉ có điều, nguyên lý của loại thuốc này là lấy độc trị độc, trong thành phần thuốc cũng có độc tính nhất định, nếu sử dụng trong thời gian dài sẽ dẫn đến bệnh loãng xương. Tuy ảnh hưởng của thuốc đối với cơ thể không nguy hiểm lắm, nhưng lợi bất cập hại, chưa rơi vào hoàn cảnh bắt buộc càng hạn chế dùng càng tốt. Loại thuốc viên màu đỏ này tên là xích đơn, hay còn gọi là hồng liêm diệu tâm hoàn, cụ thể điều chế từ những thứ gì thì đã thất truyền từ lâu. Một số bậc lão làng trong phía mô kim trước khi bật nắp quan tài vẫn quen ngậm một viên hồng liêm diệu tâm hoàn, sau đó mới bắt tay vào việc. Trong túi bách bảo còn có mấy thứ tôi không biết, ngoài ra còn một chiếc la bàn đơn giản, thứ này dùng để định vị phương hướng, còn có một viên tiêu thạch, kali nitrat, chất này trong đông y còn gọi là địa sương hay bắc địa huyền chu, tính cay, đắng ấm không độc.
Dân đổ đấu thường mang theo thứ này phòng trường hợp chất lượng không khí trong cổ mộ không tốt, dẫn đến đau đầu hôn mê. Trong hoàn cảnh như vậy chỉ cần hít một ít bột tiêu thạch vào xoang mũi là hồi phục. Tác dụng của nó gần giống với loại cồn của Silly Dương. Cuối cùng tôi phát hiện trong túi còn có một cuộn dây thép mảnh dài, một con dao nhỏ dài hơn 3 tấc, một lọ Vân Nam Bạch Dược, một lọ băng phiến, còn một thứ chúng tôi rất quen thuộc, cái móng lừa đen. Thứ nữa là một cuộn dây mực và móng lừa đen đều được dùng để đối phó với xác biến, xác chết có những biểu hiện bất thường, mọc lông hay cương thi. Tuyền Béo hỏi tôi, cậu thấy sao, mấy thứ ly kỳ cổ quái này có đáng chút tiền nào không? Tôi lắc đầu nói, chẳng có gì đáng giá cả, nhưng cũng có vài thứ rất hữu ích, dựa vào những món đồ trong túi bách bối này, có thể ước đoán phong thái của vị Mô Kim hiệu úy năm xưa thế nào. Đây chắc chắn là vị tiền bối đào đường hầm ở Miếu Ngư Cốt, cách làm của ông ấy giống với chúng ta, có thể coi là đồng môn, chỉ tiếc ông ấy lại chết thảm tại đây, tính ra cũng đã hơn 30 năm rồi. Thôi thì chúng ta cũng đã gặp phải rồi, cũng không nên để xác ông ấy vất vưởng tại đây. Cậu vác hài cốt ông ta vào đống lửa, cầu mong ông ấy sống không chết thiên, phù hộ cho ba chúng ta thoát ra ngoài thuận lợi, còn những đồ này, cho vào thiêu cùng luôn đi, Tuyền Béo nói, cũng được, tôi sẽ đưa ông ta vào hỏa táng luôn đây. Có điều chúng ta đã thiêu chết mấy con nhện mặt người, coi như trả mối thù năm xưa cho ông ta rồi, thế nên mấy món trong túi này, coi như là sự đáp trả của ông ấy đi, không chừng mang về Bắc Kinh, đem ra chợ đồ cổ bán cũng được kha khá đấy, tôi nói, không làm thế được. Dù sao cũng không phải thứ đáng giá gì, nhất là cái bùa Mô Kim này, nước lửa không sao, đốt cũng không cháy, đúng lúc chúng ta lại cần thứ này, không cần khách khí làm gì, những thứ còn lại quả thực không một món nào đáng giá cả. Có mấy viên hồng liêm diệu tam hoàng, chắc cũng quá hạn sử dụng cả rồi, không dùng được đâu, thôi cứ để cái túi bách bảo này theo chủ nó đi, nghe tôi nói không có thứ gì đáng giá, Tuyền Béo mất hết hứng thú, cái xác khô vốn chẳng nặng là bao. Tuyền Béo một tay cầm cái túi bách bảo của Mô Kim hiệu úy, tay còn lại kẹp thi thể khô quắc vào nách, bước đến gần ngôi điện thờ vẫn đang rực cháy, quan sát vị Mô Kim hiệu úy, cùng túi đồ đạc của ông ta vào giữa đám lửa. Tôi vặn vặn cổ, cảm thấy các vết thương vẫn còn đau nhức, nhưng chân tay đã có thể cử động thoải mái rồi, liền lay lay răng vàng bên cạnh, hỏi xem tình hình thương tích của hắn thế nào, có thể đứng lên đi tiếp được không? Các vết thương trên cơ thể răng vàng cũng na ná như tôi, chủ yếu là bị mài sát xuống đất, đầu cùng bị đập không nhẹ, hắn nửa tỉnh nửa mê gật gật đầu, khẽ cử động khớp xương cổ, liền đau đến nỗi suýt xoa mãi không thôi. Tôi gọi Tuyền Béo trở lại, ba người cũng bàn tính kế hoạch thoát thân khỏi hang động này, bị lũ nhện chàm đen kéo đi một đoạn rất xa, lại vòng véo ngoắt ngoéo, hoàn toàn mất phương hướng. Người dân trong vùng nói dưới dãy Long Lĩnh, rặt là những hang động đá vôi, vậy mà tôi quan sát xung quanh, thấy chỗ chúng tôi đang đứng không phải loại địa mạo đá vôi cát, mà là những hang động được hình thành từ quá trình bồi đắp đất đá, tương đối khô ráo. Từ đó có thể thấy, vùng này thuộc loại địa hình hỗn hợp các kết cấu địa chất phức tạp. Truyền thuyết dân gian đa phần là những chuyện vu vơ hàm hồ, quanh đây thường xuyên có người và gia súc mất tích một cách bí ẩn, rất có khả năng liên quan đến lũ nhện chàm đen, bò dê và những người mất tích đều bị lũ nhện kéo vào đây ăn thịt, chứ không phải lạc vào những hang động như mê cung và rồi bị chôn sống trong đó. Chúng tôi bây giờ một là không có lương thực, hai là không có quần áo, lại càng không có vũ khí phòng thân, trễ nải thêm một phút nữa là sẽ tăng thêm một phần khó khăn. Trong điện thờ dưới mặt đất này có một chiếc đỉnh đồng đen mặt người. Thời Tây Chu. Đỉnh là đồ thờ cúng tổ tiên hoặc được dùng để khắc ghi sự kiện lớn lưu truyền cho con cháu muôn đời. Xem ra ngôi điện thờ dưới lòng đất này hẳn có mối quan hệ nào đó với lăng mộ Tây Chu. Cũng có thể chủ mộ sinh thời sùng bái nhện chàm đen, nên đã cho xây điện thờ ở gần lăng mộ của mình, cung phụng nuôi dưỡng một ổ nhện, sau đó lăng mộ cũng bị phá hủy, cũng không còn ai hiến tế nô lệ cho lũ nhện nữa, chúng phải tự săn mồi, sinh sôi nảy nở cho đến nay. Không rõ ngoài mấy con trong thần điện, còn có con nào khác không, nếu giờ mà thêm một hai con nữa bò ra chắc ba thằng chúng tôi chỉ còn nước nọc mạng. Lúc này ngọn lửa đã yếu đi, nhờ ánh lửa có thể nhìn thấy có mười mấy hang động ở xung quanh, chắc chắn chúng tôi sẽ phải chọn cho mình một đường đi, nhưng rốt cuộc phải đi ngã nào, sau một hồi bàn bạc chúng tôi vẫn chưa đưa ra được kết quả, nhưng tôi nghĩ lũ nhện chàm đen đã bò ra ngoài để tìm thức ăn được, vậy thì quanh đây chắc hẳn phải có một lối dẫn ra bên ngoài. Chương 17, Ngọc Văn Hương. Tôi bảo Tuyền Béo thắp một cây nến lên, cả hai bước đến trước cửa hang gần nhất, đặt cây nến xuống chỗ cửa hang, tôi quan sát ngọn lửa trên cây nến. Ngọn lửa thẳng đứng, tôi nói, hang này là hang cục,
không thấy có khí lưu thông, qua kiểm tra hang động tiếp theo xem sao. Nói đoạn tôi và Răng Vàng quay người bỏ đi, nhưng Tuyền Béo lại đứng tần ngần ở chỗ cũ. Tôi quay lại hỏi, cậu có đi không thì bảo. Tuyền Béo chỉ tay vào cửa hang nói, Nhất, ông lại đây ngửi thử xem, mùi này là mùi gì, rất lạ. Tôi mãi tìm hang động có luồng khí lưu thông, không để tâm đến mùi điếc gì, thấy Tuyền Béo đứng trước cửa hang hít hít ngửi ngửi, liền hỏi, mùi gì vậy? Trong hang này chắc chỉ có mùi nhện thôi, đừng hít nhiều, cẩn thận ngộ độc đấy. Nhưng Tuyền Béo vẫy vẫy tôi và Răng Vàng lại, không phải, các cậu lại cả đây ngửi thử xem, thơm cực, này, tôi cứ thấy như mùi sô-cô-la ấy, sô-cô-la. Tôi và Răng Vàng nghe thấy ba chữ này, hai cái bụng chẳng biết điều liền réo ầm ĩ, trong hang động thì lấy đâu ra sô-cô-la chứ? Nghe cực kỳ khó tin, thế nhưng đối với ba cái bụng rỗng, sô-cô-la quả thực hết sức hấp dẫn. Ngay đến Răng Vàng giờ chỉ còn nửa cái mạng, vừa nghe đến từ sô-cô-la cũng chợt phấn chấn tinh thần, hai mắt phát sáng. Tôi vốn không định quay lại nhưng hai cái chân mất dậy không nghe theo, cứ thế bước trở lại mấy bước. Tôi đưa mũi hít thử, nào có mùi sô-cô-la gì, tôi nói với Tuyền Béo, cậu đói quá hóa điên à. Mùi gỗ cháy khét ở điện thờ thì có. Tuyền Béo kêu lên, sao thế được? Cậu cứ đứng gần vào chút nữa đi, càng gần cửa hang mùi hương càng nồng, ôi, vừa thơm vừa ngọt. Lẽ nào bên trong có cây sô-cô-la nữa? Đi, chúng ta vào đó xem có gì ăn được không. Răng Vàng cũng ngửi thấy mùi hương, gật đầu lia lịa, đúng rồi, đúng là mùi sô-cô-la, anh Nhất ngửi kỹ lại mà xem. Mùi hương đó đúng là tỏa ra từ trong hang này, tôi nghe cả Răng Vàng cũng nói thế, lấy làm quái lạ, liền bước lên hai bước, đứng trước cửa hang nghếch mũi hít một hơi, một mùi hương ngào ngạt pha trộn giữa mùi sữa và vị ngọt của cacao, xộc thẳng lên não. Ngửi mùi hương kỳ diệu này, vết thương trên người dường như không còn đau nhức, tinh thần sảng khoái, gân cốt khắp mình mẩy được nới lỏng, mình mẩy khoan khoái vô cùng, tôi không kìm lòng được phải thốt lên, mẹ kiếp, thơm thế không biết, mùi vị này, ngửi cứ như, sô-cô-la nụ hôn thiên sứ ấy, ba chúng tôi không cầm lòng nổi, liền cầm nến bước vào trong hang động tối mịt mùng, cái hang này rất hẹp, chỉ cao tầm 2 mét, rộng 3-4 mét, đất đá dọc hai bên vách hang hình thù kỳ dị, trông lổn, nhổn ngoằn ngoèo như bộ rễ của một cây đại thụ. Tuyền Béo như một con chó săn béo mẫm, vừa đi vừa hết mũi hít lấy hít để, tìm kiếm nơi tỏa ra thứ mùi thơm kỳ diệu kia. Đột nhiên cậu T.A. đưa tay ra chỉ vào một hòn đá bên trong hang, nó tỏa ra từ đây, nói đoạn quệt hàng nước miếng bên mép, chỉ chực nhảy bổ đến cắn mấy miếng. Tôi đặt cây nến sang bên cạnh hòn đá, cùng Răng Vàng và Tuyền Béo châu lại quan sát, hòn đá này giống như một khúc thân cây, vỏ ngoài màu nâu vàng, giống như được bọc một lớp da, một vài chỗ lộ ra ngoài có màu trắng đục, những đường hoa văn rạn nứt chạy khắp bề mặt đá, lúc tụ lại lúc đâm tỏa ra, ánh nến rọi vào, những đường hoa văn này như đang lờ mờ chuyển động, hương thơm ngào ngạt chính là do hòn đá này tỏa ra. Tuyền Béo không kìm được thò tay xoa nhẹ lên phiến đá, rồi đưa ngón tay lên mũi ngửi, xong quay ra nói với chúng tôi, Nhất, anh Răng Vàng, chạm ngón tay vào hòn đá này một cái, cả ngón tay cũng trở thành sô-cô-la luôn, thứ này liệu có ăn được không nhỉ? Tôi chưa thấy loại đá kỳ diệu này bao giờ, lắc đầu khó hiểu, năm xưa tôi đào hầm trong dãy Côn Lôn mấy năm trời, đã thấy không ít các hòn đá kỳ dị cổ quái, đây chắc là bảo thạch của một thân cây, có lẽ không ăn được đâu. Do kinh hãi quá độ, Răng Vàng nãy giờ rất kiệm lợi, lúc này bỗng hưng phấn thốt lên, anh Nhất, chuyến này chúng ta phát tài thật rồi, anh xem đây chẳng phải là Ngọc Văn Hương thì là gì? Tuyền Béo chưa từng nghe qua từ này, liền hỏi Răng Vàng, gì cơ? Đó chẳng phải là cái tay hát đoạn anh Lưu nói năng vô lý ấy sao? Răng Vàng cười nói, anh Tuyền ơi là anh Tuyền, người anh nói tới là Thường Ngọc Hương hát dự kịch, tôi bảo khối đá này cơ, là Ngọc Văn Hương hay Ngọc Kim Hương, là bảo bối đấy à? Tôi hỏi Răng Vàng, Ngọc Kim Hương ư, tôi có từng nghe người ta nói có mắt không thấy Ngọc Kim Hương, nhìn vàng khó kiếm Ngọc Kim Hương, thì ra là loại đá này à? Ban đầu tôi cứ tưởng chỉ vị thiên kim tiểu thư đẹp nào, nhưng mà nói đi phải nói lại, loại ngọc có hương thơm đặc biệt thế này, nào có thua kém gì một nàng tiểu thư đâu chứ. Không hiểu tại tác dụng của mùi hương kỳ diệu tỏa ra từ Ngọc Văn Hương, hay vì tiền thấy sáng mắt, Răng Vàng đang ủ rũ mệt mỏi bỗng trở nên phấn chấn lạ thường. Hắn nói với tôi và Tuyền Béo, vật này là báu vật hoàng gia, cũng từng có dân đổ đấu tìm được thứ này trong cổ mộ. Ngọc Văn Hương cổ nhất là từ thời Tần Hán, rất hiếm thấy trong dân gian, nên cũng ít người biết. Vật này thần diệu vô cùng, càng ở trong những nơi khô ráo, hương thơm của nó càng nồng đượm. Từng có một bài thơ tán tụng,
ai đã từng nghe hoa thản thốt, mà nay bắt gặp ngọc đưa hương, thợ trời sẵn đúc bao màu nhiệm, biết lấy ai ra nói tỏ tường. Trước đây tôi cũng thu mua được một khối, là người khác đổ đấu kiếm được, nhưng bé xíu ấy, không bì được tảng ngọc này. Tuyền béo nghe nói đây là báu vật, vội hỏi Răng Vàng, thế khối to như vậy, đáng giá bao nhiêu? Răng Vàng nói, phôi ngọc văn hương càng lớn càng đáng giá, vỏ ngoài của nó cũng là một loại thuốc vô cùng quý hiếm, tôi tính, khối lượng lớn thế này, hơn nữa địa chất vùng này lại như thế, chắc hẳn là hàng thượng phẩm, ít nhất cũng có thể đổi được một con xe hơi nhập khẩu. Tôi nói với Răng Vàng, anh Răng Vàng, hang động này rất gần ngôi điện thần bảy đỉnh đồng đen, khối ngọc văn hương này liệu có phải một món minh khí không? Răng Vàng suy nghĩ một lúc, rồi nói, không giống, tôi nghĩ đây là phối đá tự nhiên, nếu vỏ ngoài không tróc ra một mảng, thì chúng ta không thể ngửi thấy cái gì đâu. Anh trong hang động chật hẹp này không có vết tích đục đẽo nào, vả lại những tảng đá khác trong này, gồ gà gồ ghề, trông như rễ cây, tôi thấy chúng đều là hóa thạch hình thành trong tự nhiên mà thôi. Tôi nói, xem ra đây là vật vô chủ rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta vác nó về thôi. Thật không ngờ, cố ý trồng hoa hoa chẳng thắm, vô tình cắm liễu liễu xanh ung. Số đen gặp mộ rỗng, cốc có thứ minh khí nào, cũng may sư tổ đoái thương, không để chúng ta công cốc công cò, lần này kinh qua bao khổ ải, cũng không đến nỗi lỗ vốn. Tuyền béo trước sau chỉ chờ mỗi câu này của tôi, lập tức khom lưng định ông Ngọc Văn Hương đi. Răng Vàng cuống quýt ngăn lại nói, đừng có ông như thế, phải có thứ gì bọc lại, giờ mà có bào vải thì tốt biết mấy. Tôi nhìn xung quanh, cả tôi và Tuyền béo đều trần nhồng nhộng, quần áo đều đem đốt cả rồi, quần của Răng Vàng cũng bị tôi xé rách một nửa, trong ba người có mỗi hắn còn khoác trên người manh áo bị chà rách phần lưng. Chúng tôi lúc này chỉ còn lại vài cây nến, bụng lại trống rỗng, chẳng thể nấn ná lâu hơn được, bằng không còn muốn tìm kiếm xung quanh xem còn khối phôi ngọc nào nữa không, hoặc chí ít là hóa thạch gì đó khác. Thấy ngọn nến trong tay đã cháy quá nữa, tôi liền đặt vào trong đèn giấy, bảo Răng Vàng cởi chiếc áo rách ra, bọc bên ngoài khối ngọc văn hương, cho Tuyền béo ông lấy. Rồi theo lối cũ quay ngược trở ra. Khi đến hang lớn bên ngoài, ngôi điện thờ đặt đỉnh đồng đen mặt người đã cháy rụi, trong đống tro tàn vẫn còn lấy vài đốm lửa. Bóng tối lại nhấn chìm mọi vật xung quanh, tôi nói với hai người còn lại, ban nãy không thấy có con nhện chàm đen nào khác xuất hiện, nhưng cũng không thể đoán định là chúng đã chết hết, rất có thể đồng loại của chúng bị lửa cháy dọa chạy mất, giờ lửa đã tắt, rất có thể lại có con khác chui ra, ba chúng ta đừng chần chừ thêm nữa, mau tìm đường rút lui thôi. Tuyền béo nói, chỉ tiếc cái đỉnh thôi, đồ đồng đen chắc không thiêu hủy được, chúng ta quay về Bắc Kinh ăn uống no say, rồi mang theo dụng cụ đến khuân chiếc đỉnh đó về. Răng Vàng quay lại bảo Tuyền béo, anh Tuyền ơi, tôi thấy anh nên bỏ cái ý định đó đi đó đi, cái đỉnh mặt người ấy dễ chừng phải nặng đến nghìn cân, ba chúng ta chỉ có tay không, làm sao vác đi nổi. Hơn nữa có khuân về, cũng chẳng bán đi được, loại này thuộc vào hàng quốc bảo, người thường không mua nổi đâu, chỉ có nhà nước mới có thể thu mua. Thà rằng để nó ở nguyên đấy còn hơn, chúng ta đã có một khối ngọc văn hương to đại tướng, thế là phát tài to rồi. Đừng mua việc vào thân nữa. Tôi và Tuyền béo đều biết Răng Vàng là tay gian thương, nhưng hắn cũng là một tay lọc lõi trong giới cổ vật, minh khí cổ ngoạn nào có thể buôn bán, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Đỉnh vạc là thứ dây vào dễ mất đầu như chơi, tiền có nhiều đến mấy cũng chỉ là củ khoai lang nóng, có số được của nhưng vô phúc hưởng thụ, nên kiếm được nhiều tiền mấy chăng nữa, cuối cùng cũng đâm ra lỗ vốn, không hời gì đâu. Cho nên Tuyền béo tuy tâm không cam tình không nguyện, nhưng cũng đành buông xuôi. Ba chúng tôi dựa vào vị trí về cảnh vật ban nãy, lần theo vách hang, mò mẫm tới cửa hang tiếp theo. Tôi bảo Tuyền béo và Răng Vàng nín thở, lấy cây nến đã cháy quá nửa trong đèn giấy ra, đưa tới trước cửa hang thăm dò luồng khí. Mẫu nến vừa đưa ra trước cửa hang, ngọn nến lập tức ngã về hướng đối diện với cửa hang. Tôi đặt ngọn nến trở lại trong đèn, đưa tay ra trước cửa hang, không cảm thấy luồng khí lưu rõ rệt lắm, nhưng ngọn lửa trên cây nến ngã về sau chứng tỏ hang động này không phải là ngõ cụt. Cho dù nó không thông ra bên ngoài, thì chắc chắn phía sau cũng là một khoảng không gian rộng lớn, không chừng là lối ra kiếm mồi của lũ nhện chàm đen. Chỉ cần không khí lưu thông, chúng tôi sẽ có cơ hội thoát khỏi những hang động này. Vậy là tôi giơ đèn đi trước dẫn đường, Răng Vàng và Tuyền béo khuân ngọc văn hương, chui vào trong hang. Có lẽ hương thơm của ngọc văn hương có tác dụng thần kỳ đối với thần kinh con người. Mặc dù chúng tôi đều đói meo, nhưng cảm thấy sức lực vẫn dồi dào, đầu óc vẫn tỉnh táo. Chuyến này vớ được báu vật, ba thằng đều hớn ha hớn hở, chỉ mong mau chóng thoát ra ngoài, ăn mừng một bữa ra trò.
Hang động này khúc khuỷu vô cùng, đường đi gồ ghề cao thấp, có đoạn hẹp chỉ đủ cho một người đi. Càng đi về sau, sơn động lại càng ngoằn ngoèo dốc đứng, toàn những đoạn dốc 450 độ. Chúng tôi cứ đi trong hang động như vậy, bất thình lình một cơn gió mạnh ập tới mặt, tôi nổi da gà, vội quay lại, Dục Tuyền béo và Răng Vàng Rảo bước nhanh lên, có vẻ như sắp tới lối ra rồi. Đi thêm một đoạn nữa, phía trước quả nhiên có ánh sáng, đây hẳn hoi là một hang động thông thẳng ra ngoài. Tôi thò đầu ra ngoài trước, thấy xung quanh không một bóng người, ba thằng liền trần như nhộng bò ra khỏi hang. Vừa ra đến bên ngoài, Tuyền béo bỗng gọi vang phía sau, này Nhất, trên lưng cậu, sao lại mọc ra mặt người thế kia? Chương 18, Long Cốt. Cuối cùng cũng ra khỏi hang động, tôi đang định hò reo vui mừng, tự dưng nghe Tuyền béo nói trên lưng mọc ra mặt người, một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi như gáo nước lạnh té thẳng vào mặt tôi, niềm hưng phấn cũng nguội đi quá nữa, tôi vội ngoẹo cổ nhìn ra sau lưng, rồi mới sực nghĩ ra mình không thể nhìn lưng mình được, liền hỏi lại Tuyền béo, dời ạ, cậu xì xăng cái quái gì thế? Lưng tôi mọc mặt người á? Mọc chỗ nào? Mặt ai? Đừng dọa rồ kiểu ấy, dạo này tôi đang suy nhược thần kinh đấy. Tuyền béo kéo Răng Vàng lại, chỉ vào lưng tôi dọa cậu làm gì, cậu để anh Răng Vàng nhìn xem tôi nói đúng hay không. Răng Vàng đặt Ngọc Văn Hương đang ôm trong lòng xuống đất, hắn ở trong hang tối quá lâu, mắt bị lóa, liền đưa tay dụi dụi mắt, đứng sau lưng tôi quan sát, ấy. Anh Nhất này, ở chỗ hai xương bả vai sau lưng ông, quả có vết giống như là vết chàm, to cỡ bàn tay ấy, nhưng không rõ lắm, mà đây là mặt người á. Hình như giống con mắt hơn. Cái gì? Sau lưng tôi mọc ra một con mắt. Đầu tôi như muốn nổ tung, nhắc đến con mắt, hình ảnh đầu tiên mà tôi nghĩ đến luôn là tòa thành cổ tinh tuyệt ở sa mạc Tân Cương, những hồi ức như ác mộng đó cũng chẳng kém gì những ký ức oanh liệt hồi tôi xông pha nơi chiến trường, đều đáng sợ và đau xót như nhau. Tôi vòng tay ra sau lưng sờ lên lưng mình, không cảm thấy gì hết, vội bảo Răng Vàng tả lại thật kỹ cho tôi xem rốt cuộc vết chàm đó hình thù ra sao, rốt cuộc là mặt người hay là con mắt. Răng Vàng nói là vết chàm đỏ sẫm hình tròn, không nhìn kỹ không ra đâu, từng vòng ấy, hào hào giống con người, có thể tôi nói không chuẩn lắm, giống nhãn cầu thì đúng hơn, chứ không giống mắt lắm, không có mí và lông mi. Tôi lại quay qua hỏi Tuyền béo, này béo, cậu vừa bảo giống mặt người cơ mà. Sao anh Răng Vàng lại bảo giống nhãn cầu? Tuyền béo đứng sau lưng tôi nói, cậu thông cảm, nãy giờ đầu óc tôi toàn nghĩ đến cái mặt người trong hồn mộ, rồi đột nhiên nhìn sau lưng cậu, thấy mọc đâu ra cái dấu tròn tròn, cứ tưởng là mặt người, giờ nhìn kỹ lại rồi. Cậu đừng nói gì vội, trông giống cái kiểu nhãn cầu chúng ta thấy ở thành cổ tinh tuyệt lắm cậu ạ. Răng Vàng và Tuyền béo càng nói tôi càng hoảng, đây chắc chắn không phải là vết chàm, trên người tôi có vết chàm hay không tôi lại chẳng rõ. Sau lưng rốt cuộc mọc ra thứ gì? Bực nhất là không có gương, chẳng nhìn được sau lưng mình. Lúc này Răng Vàng bỗng kêu lên, anh Tuyền béo, trên lưng anh cũng có vết chàm giống y như của anh Nhất này, hai anh mau xem trên lưng tôi có không. Tôi liền quan sát lưng Răng Vàng và Tuyền béo, phát hiện ra mé trái trên lưng Tuyền béo có một vết màu đỏ sậm hình tròn, quả có giống vết chàm thật, trông mờ mờ nhạt nhạt, đường nét không quá rõ ràng, to cỡ bàn tay, hao hao hình dạng nhãn cầu, nhưng cũng không thể nói chắc 100%, cái màu đỏ sậm như màu máu đông, dưới ánh nắng hiu hắt cuối chiều trông lại càng chói mắt. Còn lưng Răng Vàng lại nhẵn thính, ngoài những vết chà xát ra thì chẳng có gì hết. Tôi và Tuyền béo chết đứng người, đây rõ mười mươi không phải chuyện trùng hợp gì, mà xem chừng không xuất hiện lúc đi cùng với Răng Vàng, đến 80% là có liên quan đến chuyến đi Tân Cương. Lẽ nào những người sống sót trong chuyện thám hiểm đó đều bị cái động sâu không thấy đáy kia nguyền rủa? Còn nhớ khi vừa đến Cổ Lam hai hôm trước, chúng tôi gặp nạn trên sông Hoàng Hà, mình mẩy ướt sũng, rồi vào nhà nghỉ cùng tắm nước nóng, lúc ấy hình như có thấy lưng ai có vết đỏ kỳ lạ nào đâu. Nói vậy thì nó mới chỉ xuất hiện trong một hai ngày gần đây thôi, hay là bị nhiễm virus gì trong ngôi cổ mộ Long Lĩnh? Nhưng sao trên lưng Răng Vàng lại không có? Hay là hắn có khả năng miễn dịch đối với loại virus này chăng? Tuyền béo nói, thôi đừng nghĩ nhiều làm gì, để đầu óc thảnh thơi một chút, cũng có gì ghê gớm đâu, chẳng đau chẳng ngứa, về khách sạn tắm rửa, lấy cái cọ người cọ mạnh vào, có khi mất ngay ấy mà. Chuyến này ta vớ được báu vật, nên vui mừng mới phải. À, mà hai người xem đây là đâu? Sao tôi thấy quen quen nhỉ? Tôi mới ra khỏi hang, đã bị Tuyền béo bảo sau lưng có vết gì lạ, đầu óc hoang mang,
chẳng để ý xem cửa hang dẫn ra chỗ nào, chỉ nhớ là cửa hang rất hẹp, toàn những đụn đất vàng trồi thụt. Giờ nghe Tuyền Béo nói quan cảnh xung quanh trông quen mắt, liền ngước mắt lên nhìn, rồi bật cười thành tiếng, thì ra loan quanh cả ngày trời, khéo quá là khéo, lại quay mẹ nó về đúng chỗ cũ. Thì ra cửa hang chúng tôi vừa chui ra, chính là cái đụn đất trống lúc tôi leo lên sườn núi để quan sát hình thế phong thủy xung quanh rồi quay xuống dẫm phải ở lưng chừng núi khi vừa mới đến miếu ngư cốt, suýt nữa là thụt vào bên trong. Lúc đó Răng Vàng và Tuyền Béo nghe tiếng chạy tới, kéo tôi ra, chỗ tôi dẫm phải ấy, đất đá sụt xuống tạm thành một cửa hang. Lúc ấy bọn tôi còn nhìn vào trong quan sát, tưởng là một khe núi liền với hang đá vôi bên dưới, nhưng giờ xem lại, thì ra nơi đây nối liền với hang động có đặt đỉnh đồng xanh mặt người, vòng vèo trong hang động cả ngày, cuối cùng không ngờ lại bò ra từ cái hố khi trước vô tình dẫm phải. Hành lý đồ đạc của chúng tôi đều để cả trong miếu ngư cốt cách đây không xa lắm, điều quan trọng nhất là lúc này là phải mau tìm quần áo mặc vào, chứ nếu bị chị em nào bắt gặp, thế nào cũng chửi bọn tôi là lũ dâm dê biến thái. Vết chàm đỏ bất ngờ xuất hiện trên lưng như một bóng đen phủ lên thắng lợi lần này của chúng tôi, trong lòng đều không lấy gì làm thống khoái, lát về phải tìm bác sĩ khám xem sao. Mặc dù không có cảm giác nào khác thường, nhưng dù sao nó không phải là hàng nguyên kiện, bỗng dưng mọc ra trên lưng, thấy chướng vô cùng. Gió trong khe núi thổi mạnh, không manh áo che thân, ba thằng vác ngọc văn hương chạy về miếu ngư cốt. Hành lý vẫn nguyên vẹn giấu sau bệ thờ Long Vương, ba người chia nhau tự tìm quần áo mặc vào, lấy rượu trắng ra làm vài ngụm, nói gì thì nói, ngọc văn hương đã nằm trong tay, đem về Bắc Kinh xuất hàng một cái, lời lãi không mọn đâu. Răng Vàng ăn uống no say, ve vuốt phôi ngọc văn hương, rồi nhất thời khoái chí, chất giọng ngâm nga, ta đâu phải ngữ xấu xa trộm cướp, vốn bình sinh không thó ngựa cấp thành, lũ tiểu nhân trùm sòi nhãi nhét, ta vung gươm ngàn vạn đứa tan tành. Tôi cũng có chút vui mừng vì mối hời trước mắt, nhưng thoạt nghĩ đến vết chàm đỏ trên lưng, lại mất hết cả hứng, chỉ biết âm lặng ngồi nhấp từng ngụm rượu. Răng Vàng thấy vậy, bèn khuyên giải, anh Nhất, anh cũng là người nghĩ thoáng, chuyện này cần gì phải để bụng, khi nào về ta vào viện khám xem sao, nếu quả không thể phẫu thuật cắt bỏ miếng da đó đi, thì thôi dù gì vết đó cũng không lớn, trông cũng không quá sâu, chắc không sao đâu, tốt nhất tìm thầy Lang trước, bốc vài thang thuốc uống là tiêu ngay. Tuyền Béo nói, bọn tôi có phải bị bệnh ngoài da đâu, tìm bác sĩ để làm gì, thế thà tự tôi lấy đầu điếu thuốc dí vào cho xong. Tôi nói với cả hai, thôi, muốn ra sao thì ra, dù sao hôm nay còn chưa chết, ta cứ uống cho đã đi hẳn, chuyện ngày mai để ngày mai lo. Tuyền Béo nhấc chai rượu cùng với tôi, ngửa cổ, tu một hơi cạn sạch nửa chai rượu, chúng ta vừa mới phát tài, cần chú ý đến cái mạng một tí, nửa đời còn lại phải hưởng thụ nữa chứ. Ăn uống đâu đó xong xuôi thì trời cũng đã tối, chúng tôi đi cả đêm về ngôi làng dưới chân dốc Bàn Xà, lại xin tá túc một đêm trong làng, hôm sau quay về Cổ Lâm chuẩn bị đáp thuyền lên phía Bắc, nhưng lại được thông báo hai ngày nay vùng Thượng Du có mưa lớn, thế nước lớn lắm, sớm nhất phải chờ đến ngày kia bến đò mới có thuyền đi. Chúng tôi thương lượng một hồi, thấy rằng nếu tới bến đò khác bắt thuyền, nhanh nhất cũng phải mất một ngày đường mới tới được nơi. Vậy chẳng bằng nán lại Cổ Lâm một hai hôm, nhân tiện nghỉ ngơi thư giãn, ngoài ra có thể đi lượn lờ quanh huyện, biết đâu lại kiếm được chút hàng, thu thêm được vài món minh khí. Vậy là chúng tôi trọ lại quán trọ lần trước, có điều lần này khách trọ đã ở gần kín, nhiều người cũng đợi qua sông. Cổ Lâm là địa phương nhỏ, chỉ có dăm ba nhà nghỉ quán trọ, không có sự lựa chọn nào khác, chúng tôi đành trọ lại phòng tập thể dưới tầng 1. Một phòng trọ tập thể có 8 giường, chúng tôi vào thì đã 5 giường có người, còn 3 giường trống, không yên tâm để lại đồ quý như Ngọc Văn Hương vào tủ đề đồ, đành bọc gói lại thật kỹ trong 3 lớp ngoài 3 lớp, thay phiên nhau trông trong phòng, ra ngoài là ôm bên mình. Tối hôm đó, Tuyền Béo và Răng Vàng ở lại trong Ngọc, tôi tranh thủ ra nhà tắm phía sau quán trọ tắm rửa, vừa hay gặp được ông Lưu uống rượu với chúng tôi bữa nọ. Chào hỏi vài câu khách sáo, tôi hỏi thăm trong vùng xem có ông lang nào nổi tiếng, có thể chữa bệnh ngoài da không. Ông Lưu nói cũng có một thầy lang rất mát tay, có thể trị dứt điểm bệnh vẫy nến, sau đó ông lại quan tâm hỏi tôi mắc bệnh thế nào, khó chịu ở đâu. Lúc đó tôi chuẩn bị đi tắm, trên người chỉ bận mỗi áo lót, bèn tiện tay cởi luôn cúc áo cho ông Lưu xem lưng, bảo lưng mình như bị ghẻ, muốn tìm thầy thuốc khám xem sao. Ông Lưu xem xong thì lấy làm kinh ngạc nói, trời đất, cậu làm sao có cái này vậy? Tôi thấy đây không giống bệnh ngoài da, cái vết đỏ như màu máu đông này, hình dạng trông rất giống một con chữ,
mà con chữ này tôi còn thấy rồi cơ. Tôi vô cùng ngạc nhiên, sao? Cái sau lưng cháu là chữ ả? Bác có biết là chữ gì không? Ông Lưu chậm rãi nói, ấy là hồi năm 80, huyện chúng tôi xây trường tiểu học, lúc đào móng, thì đào được các mảnh xương động vật rất lạ. Lúc ấy dân quanh đó tranh cướp hết sạch, sau đó đội khảo cổ đến, réo trên đài phát thanh huyện thu mua lại toàn bộ. Các chuyên gia của đoàn khảo cổ trọ ngay tại nhà nghỉ này, lúc bọc họ thu mua, tôi thấy trên bề mặt một miếng xương có khắc con chữ này, mà không chỉ một lần đấy thôi đâu. Nghe đến đây, tôi không còn lòng dạ nào mà tắm rửa nữa, liền kéo ông Lưu vào phòng ăn của nhà trọ, kiếm chỗ vắng lặng, xin ông kể lại cho tận tường tỉ mỉ. Vết trên lưng tôi có chỗ nông chỗ sâu, đường nét và tầng lớp rất giống nhãn cầu, hình dạng y như con mắt ngọc tôi đánh vỡ trong thành cổ tinh tuyệt. Tôi cứ lo đây là lời nguyền gì đó, không chừng không chỉ có tôi và Tuyền Béo, cả Si Ly Dương và giáo sư Trần đang ở tận bên Mỹ cũng gặp phải tình trạng này cũng nên. Giờ nghe ông Lưu nói đây không phải nhãn cầu, mà là một chữ, hỏi sao tôi không sốt sắng cho được, tôi rút thuốc châm cho ông Lưu một điếu. Lúc này nhà bếp đã hết giờ làm việc, ông già cũng đang rảnh rỗi, liền kể lại cho tôi toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Thật ra sự việc này xảy ra cách đây chưa lâu. Tính ra cũng chưa đến 3 năm trước, năm đó các chuyên gia trong đội khảo cổ trọ tại đây kiểm kê sắp xếp lại số xương thu mua được. Lãnh đạo địa phương cũng hết sức coi trọng việc này, nên đã cho phong tỏa khu nhà, ngoài những người có nhiệm vụ ra, không ai được vào. Ông Lưu làm trong nhà bếp quán trọ, vốn là người hay chuyện, lúc thường vẫn nấu cơm cho đoàn khảo cổ, khi rỗi rãi cũng hay lân la hỏi chuyện, người ta làm việc, ông cũng chạy tới đỡ đần. Các chuyên gia trong đoàn đều ăn cơm ông nấu, dần dần cũng đéo quen ông, biết ông vốn là người nhiệt tình tốt tính, nhiều khi cũng nể mặt, chỉ cần ông không trộm cắp hay quấy quá gì, thì mọi người cũng mắt nhắm mắt mở, để mặt ông ngó nghiêng. Công việc của đội khảo cổ lần này là thu hồi một lượng lớn mai rùa và xương của các loại động vật không rõ tên, trên mỗi mảnh giáp cốt đều khắc rất nhiều chữ và ký hiệu, nhưng phần lớn đều đã hư hại, những mảnh thu mua được đều không còn lành lặn, phải mất nhiều thời gian và công sức mới phục hồi được. Tuy nhiên trong đống giáp cốt vụn, có một chiếc mai rùa lớn vẫn còn lành lặn, chiếc mai này phải to cỡ mặt bàn bát tiên, khi nhân viên khảo cổ dùng dung dịch hỗn hợp axit acetic lạnh lau chùi mai rùa, ông Lưu vừa hay lại ngồi ngay bên cạnh xem, ký hiệu xuất hiện nhiều nhất trên chiếc mai là ký hiệu giống như nhãn cầu này. Ông Lưu không hiểu gì hết, chỉ thấy ký hiệu kia hết sức bắt mắt, chỉ nhìn qua cũng biết là nhãn cầu, bèn hỏi dò một nhân viên khảo cổ đang làm công tác chỉnh lý, ký hiệu này có phải tượng trưng cho nhãn cầu không? Nhân viên khảo cổ đó nói với ông rằng, không phải đâu ạ, ký tự này đại để là một dạng văn tự cổ giống như chữ giáp cốt, không phải nhãn cầu. Anh ta nói chưa hết câu, đã bị tổ trưởng tổ công tác, một vị giáo sư họ Tôn ngăn lại, ông Lưu còn nhớ rất rõ, khi đó giáo sư Tôn đã cảnh cáo anh nhân viên khảo cổ kia, bảo đây là bí mật quốc gia, tuyệt đối không được tiết lộ cho ai. Ông Lưu nghĩ bụng mình là tay đầu bếp nấu cơm nấu nước, quan tâm đến bí mật quốc gia của mấy người làm gì cho mệt. Rồi cũng không hỏi dò nữa, nhưng càng nghĩ càng thấy hiếu kỳ, vật từ mấy nghìn năm trước, có gì ghê gớm đâu mà để giờ thành bí mật quốc gia không thể tiết lộ ra ngoài. Hay họ cứ nói ngoa lên thế để bịt mình này. Nhưng người ta đã muốn giữ bí mật, không thích người khác dò hỏi, thôi thì chẳng hỏi nữa thì xong. Chỉ có điều từ khi chiếc mai rùa kia được thu về, nhà trọ này 3 hôm có đến 2 trận cháy, lòng người vì thế mà hết sức bất an. Mấy ngày sau trận hỏa hoạn, đội khảo cổ thấy giáp cốt thu hồi lại cũng khá đầy đủ, một mặt lại thấy nguy cơ hỏa hoạn tương đối lớn, thế nên họ đã cho thu dọn đồ đạc trút về, các mảnh giáp cốt đặt trong rương gỗ lớn, chất đầy một xe tải. Chuyện về sau thì bắt đầu có vẻ tà quái, nghe nói đội khảo cổ vận chuyển số hàng đấy về Bắc Kinh theo đường hàng không. Kết quả là chiếc máy bay quân dụng bay được nửa đường thì gặp nạn, tất cả mọi thứ bên trong, bao gồm cả đống giáp cốt có khắc chữ kia, đều bị thiêu hủy toàn bộ. Cả một tổ công tác 15 người chỉ có giáo sư Tôn là người duy nhất may mắn sống sót, ông để quên sổ tay công tác tại nhà trọ, vội vã quay lại lấy, thành thử không kịp đáp lại chuyến bay kia. Giáo sư Tôn biết tin máy bay khi rơi vẫn ở huyện Cổ Lam, lúc đó ông ta khuỵu xuống đất không thể đứng dậy nổi. Tôi phải gọi mấy người cùng chỗ làm đưa ông ta vào viện, có thể nói tôi được coi như một nửa ân nhân cứu mạng ông ta. Sau đó cứ mỗi lần có dịp đến Cổ Lam công tác, giáo sư Tôn lại tạt qua thăm tôi, uống vài be rượu, nhưng mỗi lần tôi gặng hỏi ý nghĩa của những ký tự trên mai rùa, giáo sư Tôn lại lảng tránh không đáp,
ông ta chỉ khuyên tôi những ký tự đó đều tượng trưng cho những điều hung hiểm tà ác, không nên biết thì hơn, tốt nhất từ nay về sau đừng tìm hiểu nữa, bởi dù sao cũng đã bị thiêu hủy hoàn toàn rồi. Sau đó lần nào ông ấy cũng thở dài nói với tôi, giá mà đời này không phải nhìn thấy những ký hiệu đó. Hôm nay vì nhìn thấy vết ban đỏ trên lưng cậu, tôi mới nhớ ra những ký hiệu đáng sợ đó, cơ hồ giống nhau như đúc. Đây không phải bệnh ngoài da gì đâu, rốt cuộc cậu đã làm gì mà thành ra như vậy thế? Tôi nghe đến đây thì không kìm nén lại nổi nữa buộc miệng hỏi lại ông Lưu, bác Lưu, cả bác cũng không biết ý nghĩa của chữ này là gì ư. Ông Lưu cười ha hả, cố làm ra vẻ thần bí, chú em ơi, tôi chỉ biết đây là chữ thời cổ đại thôi, chứ nó nghĩa gì thì tôi chịu. Nhưng có người biết đấy. Người ta vẫn bảo đến sớm chẳng bằng đến lúc, giáo sư Tôn kia hiện đang ở ngay trên đầu cậu, mỗi năm ông ấy đều đến Cổ Lam công tác một thời gian, giờ cậu lại vừa vặn gặp được nhé. Tôi nắm chặt tay ông Lưu, khẩn thiết nói, bác Lưu ơi, bác đúng là Phật sống bác ơi, nhưng bác thương cho trót, tiễn Phật tiễn đến tận Tây Phương, nhất định bác phải giới thiệu cho cháu gặp giáo sư Tôn nhé. Ông Lưu vỗ ngực bảo đảm, giới thiệu không thành vấn đề, chỉ có điều lão già họ Tôn này kín mồm kín miệng lắm, ông ấy có bằng lòng nói cho cậu nghe không, thì phải xem cậu ăn nói với ông ta thế nào, trên lưng cậu tự dưng mọc ra vết chàm đặc biệt như vậy, có khi ông ấy nói cho cậu biết cũng nên. Tôi bảo ông Lưu ở nhà ăn đợi một lát, tôi đi chuẩn bị rồi cùng ông đến chào giáo sư Tôn trọ trên tầng 2. Tôi tranh thủ chạy về phòng thông báo tình hình cho Răng Vàng và Tuyền Béo biết. Để Tuyền Béo ở trong phòng trông ngọc, tôi bảo Răng Vàng đi cùng, hắn buôn bán lâu năm, từ lời ăn tiếng nói cho đến cách giao tiếp ứng xử đều khéo léo hơn tôi rất nhiều. Hai chúng tôi thay quần áo, đi đến nhà ăn tìm ông Lưu, tôi hỏi ông, bác Lưu à, chúng cháu đi tay không thế này không phải phép cho lắm. Nhưng mà giờ cũng không còn sớm, muốn mua hoa quả cũng khó. Ông Lưu đáp, không cần đâu, có tôi đi cùng rồi. Mà các cậu là dân buôn đồ cổ phải không nhỉ? Nhớ kỹ này, chớ có nhắc trước mặt giáo sư Tôn đấy, ông già này khó tính, lại chúa ghét cái nghề của các cậu. Tôi và Răng Vàng lập tức gật đầu, quyết không đã động đến chuyện này, chúng tôi bị chuyện đến thành Cổ Lam công tác, rồi tự nhiên trên lưng lại mọc ra một vết chàm đỏ trông như chữ giáp cốt, nghe nói giáo sư Tôn thông hiểu chữ giáp cốt, nên mạo muội tìm đến thỉnh giáo, nhờ giáo sư xem hộ xem lưng tôi rốt cuộc là bệnh ngoài da, hay là cái gì đó khác. Sau khi đã thống nhất cách nói, ông Lưu dẫn chúng tôi lên tầng 2, gõ cửa phòng giáo sư Tôn, chào hỏi giới thiệu, giáo sư Tôn liền mời chúng tôi vào phòng. Giáo sư Tôn độ gần 60 tuổi, thân hình gầy gò, da rám nắng, lưng hơi gù, có lẽ tại nhiều năm phải ngồi xổm làm việc. Khuôn mặt giáo sư Tôn ngang dọc những nếp nhăn, đầu hói khá nghiêm trọng, trên đỉnh không có tóc, chỉ lơ thơ một lớp mỏng bên ngoài, có vẻ như không nỡ cạo đi, mà chải vạt tóc ngã về một bên theo hình xoắn ốc. Tuy bề ngoài già nua, nhưng đôi mắt ông sáng quắc, rất có thần, mà cũng không đeo kính, nói chung ngoài kiểu tóc ra, giáo sư Tôn trông chẳng khác gì ông nông dân quanh năm làm bạn với đồng ruộng. So với giáo sư Trần tôi quen biết, mặc dù đều là giáo sư, nhưng phong cách khác hẳn nhau, sự khác biệt giữa họ rất lớn. Giáo sư Trần là mẫu giáo sư điển hình của trường phái kinh viện, kiểu cách nho nhã chuyên ngồi trong phòng làm việc, còn vị giáo sư Tôn này, có lẽ là thuộc phái thực tiễn, thường ở tuyết đầu công tác. Sau khi nghe tôi kể lại sự việc, giáo sư Tôn xem xét vết chàm trên lưng tôi một hồi lâu, luôn miệng kêu kỳ lạ, tôi chủ động hỏi xem vết chàm trên lưng tôi rốt cuộc là cái gì, có nguy hiểm đến tính mạng không? Giáo sư Tôn nói, cái này quả rất giống với một ký hiệu, trong số giáp cốt khai quật ở Cổ Lam 2 năm trước, có một mảnh mai rùa nguyên vẹn nhất bên trên có khắc 112 ký tự, trông giống chữ giáp cốt, mà lại không phải chữ giáp cốt. Ký hiệu giống với nhãn cầu này, xuất hiện 7 lần trong tổng số 112 ký tự kia. Mặc dù tôi đi cùng ông Lưu đến chào giáo sư Tôn, nhưng hoàn toàn là vì có bệnh vái tứ phương, vốn là vẫn nửa tin nửa ngờ lời ông ta kể, giờ nghe giáo sư Tôn cũng xác nhận vết chàm sau lưng tôi giống một ký tự cổ, liền vội xin giáo sư chỉ dạy, hỏi rõ xem rốt cuộc là ký tự gì. Nhưng giáo sư Tôn lắc đầu, nói, vết chàm đỏ trên da cậu và ký hiệu cổ kia chỉ là giống nhau mà thôi, không có một mối liên quan nào cả. Lô văn vật kia 2 năm trước đã bị tiêu hủy hoàn toàn trong vụ tai nạn máy bay rồi. Trên đời này sự vật trùng hợp ngẫu nhiên nhiều lắm, có những hạt đậu nở ra hình dạng giống hệt đầu người. Nhưng giữa hạt đậu và đầu người, ngoài sự giống nhau ra, thì không có bất kỳ mối liên hệ nào khác. Tôi và Răng Vàng nhì nhằn năn nỉ,
bao lẽ hay lời ngọt đều nói ra cả, chỉ muốn hỏi xem văn tự cổ khắc trên mai rùa kia có nội dung gì, chỉ cần nắm rõ sự tình, tìm hiểu xem giữa chúng có mối quan hệ nào không, tôi khắc có cách suy tính. Thế nhưng giáo sư Tôn vẫn không hé răng nửa lời, cuối cùng thì thẳng thừng đuổi khách luôn, hai cậu cũng đừng đóng kịch trước mặt tôi nữa, trên người hai câu đặt mùi bùn đất, tôi đã làm việc nhiều năm dưới hầm đất, có nhắm mắt tôi cũng đoán được các cậu làm cái việc gì, chỉ có ba loại người là có cái mùi này được thôi, một là người làm ruộng, hai loại còn lại không phải dân trộm mộ, thì cũng là bọn buôn đồ cổ. Nói thật tôi trong các cậu chẳng có vẻ gì là người làm ruộng cả, đến giờ thì tôi thật không còn chút thiện cảm nào với hai cậu nữa. Tôi không biết các cậu kiếm cái chữ này ở đâu ra, rồi ngụy tạo thành vết chàm trên lưng, chắc là muốn moi móc thông tin của tôi chứ gì, tôi khuyên hai cậu một câu nhé, đừng có mơ. Sau cùng tôi chỉ muốn nói với các cậu hai điều, một là, đừng có lôi chuyện này ra làm trò đùa. Thông tin trong những văn tự cổ này thuộc bí mật quốc gia, dân thường không có quyền biết đến. Thứ hai, đây là lời cảnh cáo của cá nhân tôi, nhất thiết chớ có tìm cách tiếp cập thông tin ẩn chứa trong những văn tự này, đây là thiên cơ bất khả lộ, bằng không bất cứ ai dính dáng đến chúng, sẽ đều gánh lấy tai họa. Chương 19, văn tự mật. Nói xong giáo sư Tôn đứng dậy xua chúng tôi ra ngoài, tôi nghĩ bụng lão già này thật quái đản, vừa mới đến chẳng phải sởi lởi lắm sao, bảo trở mặt là trở mặt ngay được là thế nào. Nghe cách nói chuyện lúc đầu, có vẻ như đã chuẩn bị tiết lộ cho chúng tôi biết, nhưng sau đó chẳng biết bằng cách nào lại nhìn thấu được thân phận của tôi và răng vàng, thái độ quay ngoắt, giọng điệu dữ dằn, có khi lại nghĩ chúng tôi là bọn ma cô, đến lừa bịp không bằng. Theo tính cách của tôi, ngày thường, đã đến mức phải nói như vậy, không cần người ta đuổi, tôi cũng sẽ tự đứng lên ra về, nhưng lần này không phải chuyện đùa, nói không chừng còn quan ngại đến tính mạng, vả lại ngoài tôi và Tuyền Béo ra, có khi còn liên quan đến chuyện sống còn của Si Ly Dương và giáo sư Trần nữa. Tôi vội nói với giáo sư Tôn, ơ hay, giáo sư, ít nhất thì giáo sư cũng nghe cháu nói nốt câu cuối chứ. Cháu cũng không biết làm sao giáo sư lại ngửi ra mùi đất trên người cháu và anh bạn đây, quả thật không phải dân buôn đồ cổ, chúng cháu có một thời gian dài làm cho đoàn khảo cổ. Giáo sư Trần Cửu Nhân ở Bắc Kinh, chắc giáo sư cũng biết tiếng chứ. Chúng cháu làm việc cho giáo sư Trần ấy. Giáo sư Tôn hơi ngẩn người khi nghe tôi nói đến cái tên Trần Cửu Nhân, bèn hỏi, là ông Trần à? Cậu nói là hai cậu làm việc trong đoàn khảo cổ của giáo sư Trần. Tôi vội vàng gật đầu, vâng đúng thế, cháu nghĩ hai giáo sư đều là bậc Thái Sơn bắt đầu trong giới khảo cổ. Trong ngành chúng ta, cứ mỗi lần nhắc đến quý tính đại danh của hai giáo sư, ai nghe mà chẳng rụng rời. Nét mặt của giáo sư Tôn có phần hòa nhã hơn, ông già xua tay nói, cái cậu này, khỏi phải nịnh bợ đi, tôi thế nào, bản thân tôi rõ. Thôi thì cậu quen biết với giáo sư Trần, thì cậu ở lại đây, còn để hai người kia tạm lánh đi một lát. Nghe giáo sư Tôn nói vậy, tôi biết là có cửa, vội bảo Răng Vằn và ông Lưu tạm thời đi ra, để tôi ở lại tiếp chuyện riêng với giáo sư Tôn. Đợi hai người kia ra ngoài, giáo sư Tôn liền chốt chặt cửa, hỏi tôi một số chuyện liên quan đến giáo sư Trần. Tôi liền kể lại ngắn gọn chuyến đi của tôi cùng giáo sư Trần đến sa mạc Tân Cương tìm cổ thành Tinh Tuyệt. Giáo sư Tôn nghe xong, liền thở dài, tôi và ông Trần là bạn lâu năm rồi, sự cố ở trên sa mạc bận ấy, tôi cũng có nghe nói ít nhiều. Chà, ông ấy không chôn xác trong các kể đã may lắm rồi, tôi định đi Bắc Kinh thăm ông ấy, nhưng lại nghe nói ông ấy qua Mỹ điều trị, không biết từ giờ tới cuối đời, có còn cơ hội nào gặp lại được không nữa. Năm xưa tôi mang ơn ông Trần, cậu đã là người quen của ông ấy, có vài việc tôi cũng chẳng giấu cậu nữa. Tôi chỉ chờ mỗi câu nói này của giáo sư Tôn, vội hỏi, cháu thấy vết chàm đó nên cháu mới tìm, đột nhiên xuất hiện sau lưng, hình dạng rất giống nhãn cầu, dường như có mối liên quan đến thành cổ Tinh Tuyệt trong sa mạc. Bộ tộc quỷ động ở nước Tinh Tuyệt sùng bái năng lực của con mắt, cháu cho rằng mình đã trúng phải một lời nguyền nào đó, nhưng lại nghe nói vết chàm này không phải là nhãn cầu, mà là một ký hiệu con chữ. Cho nên cháu mới tìm gặp giáo sư thỉnh giáo xem, ký hiệu này rốt cuộc nghĩa là gì, để có sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Dĩ nhiên cháu cũng là người chết đi sống lại nhiều lần, an nguy cá nhân cháu không coi trọng lắm, chỉ có điều trên người giáo sư Trần có lẽ cũng xuất hiện dấu hiệu này, cháu lo nhất chính là ông ấy đấy. Giáo sư Tôn nói, không phải là tôi không chịu nói với cậu, nhưng quả thực là không thể nói được, cho cậu biết rồi, có thể khẳng định một điều. Vết chàm trên lưng cậu tuyệt đối không phải là lời nguyền hay thứ gì tương tự, không ảnh hưởng gì tới sức khỏe của cậu đâu, cậu cứ yên tâm.
Tôi càng nghe càng nóng ruột, nói vậy thì cũng bằng chẳng nói gì. Nhưng giáo sư Tôn bảo đây không phải là một lời nguyền, một câu này đã khiến gánh nặng trong lòng tôi giảm đi quá nữa, nhưng người ta càng không nói mình càng muốn biết, thông tin mà những ký tự đã mất mấy nghìn năm tuổi này ẩn chứa đến nay rốt cục còn có nội dung gì bí mật mà không thể công bố cho mọi người biết, huống hồ cái chữ ấy lại còn hiện ra ngay trên lưng tôi nữa chứ. Bị tôi gặng hỏi mãi, giáo sư Tôn đành tiết lộ và điều. Giáo sư Tôn đã có nhiều năm nghiên cứu những di tích văn hóa cổ trên lưu vực sông Hoàng Hà, là chuyên gia trong ngành cổ văn tự. Ông rất giỏi giải mã, phiên dịch các văn tự mật thời cổ. Thời xưa thương hiệt tạo chữ, sự xuất hiện của chữ viết đã chấm dứt thời kỳ lịch sử hoang dã khi con người mới chỉ biết bệnh từng ghi nhớ sự việc. Văn tự chứa đựng khối lượng thông tin lớn, bao gồm những điều huyền bí về vạn vật trong giới tự nhiên, truyền đến ngày nay cách đọc chữ Hán cả thảy có bốn âm, bình, thường, khứ, nhập. Nhưng vào thời kỳ xa xưa nhất, chữ Hán có cả thảy tám âm đọc, khối lượng thông tin chứa đựng trong đó rất lớn, người thường khó thể tưởng tượng được. Tuy nhiên những thông tin ngoài định mức này đều bị giới hạn bởi giới thống trị lũng đoạn. Bốn âm còn lại đã trở thành một loại ngôn ngữ mật, chuyên dùng để ghi chép những sự việc trọng đại không thể tiết lộ cho dân thường biết. Sau này trên một số mai rùa và tre khai quật được, có rất nhiều chữ cổ gần giống với chữ giáp cốt, nhưng từ đầu chí cuối không ai đọc nổi. Có người nói thiên tự vô tự, vô tự thiên thư, thật ra cũng chỉ là cách nói xuyên tạc. Thiên thư chính là một loại thông tin đã được mã hóa dưới dạng chữ viết vào thời cổ đại, nhưng nếu không biết cách giải mã, có bày ra trước mắt, chúng ta cũng chẳng thể nào hiểu nổi. Giáo sư Tôn đã dành cả cuộc đời gắn bó với các loại thiên thư không ai hiểu được này, nhưng tiến triển không nhiều, có thể nói mỗi bước một khó khăn, dốc hết tâm trí mà chẳng nghiên cứu ra thêm được thành quả gì. Đến năm 1978, đoàn khảo cổ đã khai quật được một ngôi cổ mộ thời Đường ở núi Mễ Thương. Ngôi mộ cổ này đã nhiều lần bị bọn trộm mộ vơ vét, bên ngoài có đến 7-8 hang trộm, thi thể của chủ mộ đã bị hủy hoại từ lâu, mộ thất cũng lục sụp tan hoang, phần lớn đồ tùy táng đều bị vét sạch, những thứ sót lại đều ở trong tình trạng mục nát nghiêm trọng. Theo nhiều manh mối khác nhau, chủ mộ là Thái sử lệnh Lý Thuần Phong, người chuyên nghiên cứu lịch pháp thiên văn và âm dương số thuật trong cung đình. Vào thời Đường, các lĩnh vực kinh tế văn hóa, khoa học kỹ thuật có thể coi đã đạt đến đỉnh cao trong lịch sử văn minh Trung Hoa. Lý Thuần Phong là một nhà khoa học danh tiếng lừng lẫy thời Đường. Trong mộ hẳn có nhiều cổ vật, tư liệu quan trọng, rất có giá trị nghiên cứu. Chỉ tiếc là đều bị hủy hoại cả. Không thể không nói đó là một tổn thất hết sức nặng nề. Tất cả những người trong đoàn khảo cổ có mặt tại hiện trường đều cảm thấy nuối tiếc vô cùng. Nhưng công việc thu dọn vẫn phải tiến hành. Có điều, trong quá trình thu dọn, bên trong quan tài mục nát xuất hiện một niềm vui lớn bất ngờ, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một tầng bí mật bên trong lớp ván ở đỉnh đầu chủ mộ. Trong phần chấp quan tài lại có một lớp bí mật, là điều không ai nghĩ tới. Kể cả những chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất cũng chưa từng thấy quan tài nào có ngăn ả, mọi người thận trọng mở lớp ngăn trong ván quan tài ra, bên trong có một gói bọc bằng da trâu, sau khi mở ra loại thấy bên trong có một gói bọc bằng vải dầu quét sơn đỏ. Không ngờ trong gói lại là một chiếc hộp ngọc trắng muốt không tì vết, hộp được khảm vàng nạm bạc, trên có khắc họa tiết linh vật có cánh, chốt khóa trên nắp hộp được làm từ vàng nguyên chất. Vì được giấu bên trong ngăn bí mật của quan tài, chiếc hộp bấy nhiêu năm nay đã thoát khỏi tay biết bao kẻ trộm mộ, còn nguyên đến ngày nay. Những chuyên gia có kinh nghiệm nhìn qua chiếc hộp liền biết ngay là báu vật của hoàng gia Đại Đường, rất có thể vật do hoàng đế ban cho Lý Thuần Phong và dược ông ta giấu vào vách ngăn trong ván quan. Thế mới thấy tầm quan trọng của chiếc hộp là thế nào. Sau đó chiếc hộp ngọc đã được chuyển ngay về bản doanh của nhóm khảo cổ. Trong chiếc hộp được làm từ nguyên một phiến ngọc mở dê, bạch ngọc, người ta phát hiện ra rất nhiều vật phẩm quan trọng. Trong số đó có một miếng long cốt, một loại mai rùa, bên trên khắc đầy thiên thư, được đặt tên là Long Cốt Di Văn Phá. Ngoài ra còn có một tấm vàng rồng, kích cỡ không lớn, bốn góc được tạo hình đầu thú, hai mặt tấm vàng được đúc chi chít những chữ là chữ, nhìn như một bản biểu. Có chữ đọc được, có chữ thì không. Bây giờ người ta đặt cho nó cái tên thú giác mật văn kim bản. Thế rồi người ta mời giáo sư Tôn, chuyên gia văn tự cổ cùng người của ông đến phụ trách việc phá giải những bí mật khắc trên miếng long cốt cùng tấm kinh bản này. Giáo sư Tôn nhận nhiệm vụ, liền giam mình trong phòng nghiên cứu, bắt đầu chuỗi ngày làm việc quên ăn quên ngủ. Giáo sư Tôn từng thấy long cốt dị văn phá nhiều lần, chữ viết cổ trên đó, có nhắm mắt ông cũng nhớ lầu lầu. Chỉ có điều mãi vẫn không thể phân tích ra được đó rốt cuộc là văn tự gì, có hàm ý gì,
nội dung được ghi chép thông qua loại văn tự cổ quái này là gì? Loại văn tự được coi là thiên thư này là một trở ngại lớn mà các nhà nghiên cứu văn tự cổ Trung Quốc phải đối mặt. Nếu bước không qua, sẽ không có chút tiến triển nào, nhưng chỉ cần có được một chút đột phá, những vấn đề còn lại sẽ dần dà được giải quyết, song chướng ngại này quả thực quá lớn. Có học giả cho rằng thiên thư là văn tự của một nền văn minh đã mất, song lập luận này chưa cần ai công kích đã tự sụp đổ, bởi có một số văn tự cổ được khai quật cùng lúc với thiên thư, lại có thể dễ dàng giải độc, sau khi thử đo bằng carbon phóng xạ thì đều thuộc thời Ân Thương, hẳn là cùng được sản xuất trong cùng một thời đại, tuyệt đối không thể là di vật sót lại của nền văn minh tiền sử nào cả. Giáo sư Tôn mất hơn một tháng trời nghiên cứu tìm tòi, cuối cùng cũng đã phá giải được bí mật thiên thư. Thông qua đối chiếu với tấm thú giác mê văn kim bản tìm thấy trong mộ Lý Thuần Phong, ông phát hiện ra thiên thư cổ nhân dùng để ghi chép trên long cốt là một loại văn tự được mã hóa. Ngay từ thời Đường, Lý Thuần Phong đã phá giải được loại văn tự mã hóa cổ đại này. Để biểu dương công tích của ông, hoàng đế đã cho đúc kim bài ban thưởng. Nhằm ghi nhớ sự kiện này, các ký hiệu và chữ viết trên kim bài chính là bản đối chiếu thiên thư mà Lý Thuần Phong đã giải đọc được. Trên thực tế thiên thư rất đơn giản, quy tắc của nó là cách chú âm của bốn thanh điệu còn lại, không phải dựa theo văn tự khác trên long cốt, nhưng chỉ có một số ít người có thể đọc được cách phát âm bí mật này mới đủ khả năng lý giải nội dung mà văn tự truyền đạt. Ngày xưa Lý Thuần Phong đã nhờ cuốn Bát Kinh Chú Sớ Tường Khảo mà có sự linh cảm, từ đó tìm ra phương pháp thấu hiểu thiên cơ, phá giải câu đố thiên thư. Giáo sư Tôn nhờ sự gợi mở từ thú giác mê văn kim bản, cũng đã tham ngộ ra cách giải đọc thiên thư, gây chấn động giới khảo cổ. Phần lớn văn tự cơ mật cổ đại đã được giải đọc, vô số thông tin khiến người thời nay phải há mồm kinh ngạc, không ít sự kiện lịch sử vốn đã định luận, giờ đều sắp đem ra viết lại. Sau khi xem xét các nhân tố, lãnh đạo cấp cao đã ra chỉ thị đối với những thông tin mà giáo sư Tôn giải mã ra, đó là giữ thái độ thận trọng, trước khi có kết luận chuẩn xác, tạm không được công bố ra bên ngoài. Giáo sư Tôn nói với tôi, vết chàm trên lưng cậu, nếu nói là văn tự mã hóa thời cổ thì không đúng lắm, bởi đây không phải chữ trong thiên thư, ký hiệu này tôi cũng mới nhìn thấy lần đầu trên miếng mai rùa tìm thấy ở Cổ Lam. Nó tượng trưng cho một sự vật đặc biệt nào đó, mà người thời đấy vẫn chưa nghĩ ra từ gì chuẩn xác để hình dung, tôi nghĩ gọi nó là đồ ngôn là thích hợp hơn cả. Đồ ngôn là một loại ký hiệu mang tính tượng trưng, có điều ý nghĩa của ký hiệu này là gì thì tôi vẫn chưa rõ lắm, nó xuất hiện xen kẽ trong văn tự mã hóa thiên thư. Trên long cốt tìm thấy ở Cổ Lam, có một mảnh khắc thiên thư, dường như ghi chép về tai họa, hồi đó mới khai quật, thời gian gấp gáp, tôi mới chỉ xem xét qua loa, còn chưa kịp phân tích xem ký hiệu này có ý nghĩa gì, ai ngờ trên đường vận chuyển về Bắc Kinh, máy bay quân dụng gặp nạn, chỉ sợ từ giờ sẽ không ai biết được những bí mật ấy nữa rồi. Tôi thắc mắc, thứ quan trọng như vậy, lẽ nào giáo sư không ghi chép lại bản sao nào sao? Tuy nói là giáo sư cho rằng trên lưng cháu không có dấu hiệu của lời nguyền nào hết, nhưng cháu vẫn cảm thấy chuyện này rất là kỳ quái. Nếu không biết rõ sự tình, cháu chẳng thể nào mà an tâm cho được. Giáo sư cứ nói cho cháu biết xem, đoạn văn tự được ghi chép trên mảnh giáp cốt kia rốt cuộc có nội dung gì ạ? Liệu có liên quan gì đến động quỷ ở Tân Cương không? Cháu thề có Mao chủ tịch, sẽ không tiết lộ nửa lời. Giáo sư Tôn đứng phắt dậy như mắc bệnh thần kinh. Không nói được. Nói ra sẽ kinh thiên động địa mất. Chương 20, hồi tưởng. Sau mấy ngày trời chịu đựng cái nóng oi bức đến độ, chỉ ngồi không một chỗ cũng đổ vã mồ hôi, cuối cùng ông trời cũng tức nước xả xuống một trận mưa lớn, mưa khiến đất bốc hơi, rốt cùng cả cái thành phố bỗng rẫy này cũng được hạ nhiệt. Phan Gia Viên sau cơn mưa trở nên nhộn nhịp lạ thường, những tay sưu tập đồ cổ nghiệp dư hay những kẻ đam mê cổ ngoạn sau mấy ngày chết dí trong nhà giờ đều lũ lượt đổ tới săn hàng. Răng Vàng bận tiếp chuyện khách quen, Tuyền Béo đang ma két tinh chiếc giày thơm cho cặp vợ chồng tay mắt xanh mũi lỏ. Cậu ta nói với hai người khách, ông bà thấy sao? Ông bà cứ đánh mũi ngửi thử phía trong xem, đây là giày thơm của Marilyn Monroe thời Minh ở Trung Quốc chúng tôi, là một danh kỹ các vị hiểu không? Đôi vợ chồng người nước ngoài có biết chút ít tiếng Trung này rõ ràng là rất thích chiếc giày thêu tinh xảo mang đậm nét phương Đông này. Tuyền Béo mượn gió bẻ măng hét giá lên tới 2 vạn tệ, cái giá cắt cổ này khiến cặp vợ chồng phát hải định quay đầu bỏ đi. Những người nước ngoài thường xuyên đến Trung Quốc đều biết mặc cả, Tuyền Béo thấy cặp vợ chồng này không mặc cả, liền biết ngay họ đến Trung Quốc lần đầu, vội kéo họ lại, viện cớ rằng để thúc đẩy sự giao lưu giữa Trung Hoa với các nước bạn,
lại dựa trên 5 nguyên tắc hòa bình cơ bản, có thể giảm giá cho họ. Tôi ngồi bên cạnh trầm ngâm hút thuốc, không hề hứng thú với bầu không khí náo nhiệt nơi đây. Sau khi từ Thiểm Tây trở về, tôi có qua bệnh viện kiểm tra, song vết chàm trên lưng tôi và tuyền béo không có bất cứ biểu hiện gì đặc biệt, khiến các bác sĩ cũng không chuẩn đoán ra được gì. Hơn nữa tôi cũng không có cảm giác gì lạ. Thời gian gần đây làm ăn phát đạt, tiền vào như nước, Phôi Ngọc Văn Hương mang ở Thiểm Tây về đã mang lại cho chúng tôi một khoản tiền có nằm mơ cũng phải bật cười tỉnh giấc. Ngoài ra chúng tôi còn thu mua được mấy món minh khí rất có giá trị, gần như sau mỗi vụ buôn bán, tiền lãi lại nhân lên gấp mấy lần. Thế nhưng cứ nhớ đến lời giáo sư Tôn đã nói, tôi là có cảm giác như đang cõng một quả núi trên lưng, không sao thở nổi, mỗi lúc như vậy lòng tôi lại thấp thỏm không yên, chẳng còn hứng thú gì đối với mọi chuyện nữa. Lão giáo sư Tôn đáng ghé, giả nhân giả nghĩa kia, sống chết cũng không chịu nói cho tôi ý nghĩa của ký hiệu này, mà chỉ có mỗi lão ta nắm được kỹ thuật mã hóa văn tự cổ, còn tôi thì chẳng thể nào dùng biện pháp mạnh để ép lão nói ra được. Mặc dù giáp cốt tìm được ở Cổ Lam đã bị hủy hoại, nhưng chắc chắn là giáo sư Tôn có giữ lại một ít. Làm sao để nghĩ ra cách đi Thiểm Tây tìm ông ta chuyến nữa mới được, chỉ khi nào xác định được ký hiệu trên lưng tôi không liên quan gì đến nhãn cầu trong động quỷ ở thành cổ Tinh Tuyệt, tôi mới yên tâm. Nhưng lần trước nói chuyện, tôi vừa nhắc đến hai chữ động quỷ một cái, ông ta đã như phát điên phát rồ lên, đến nỗi sau đó tôi không dám đả động gì đến nơi ấy nữa. Khổ nỗi giáo sư Tôn càng lảng tránh giấu giếm, tôi lại càng thấy chuyện này liên quan đến thành cổ Tinh Tuyệt. Nếu ông ta quyết không nói cho tôi biết, thì đành phải dở chút thủ đoạn ra thôi, dù sao cũng không thể để cái vết chàm hình nhãn cầu này trên lưng suốt đời được. Mùa hè là cái mùa rất dễ khiến người ta ngủ gật, tôi vốn ngồi trên ghế trong hàng, canh chừng mấy ông bụt, bọn trộm, tiện tay thó vài món, nhưng đầu óc lại nghĩ ngợi lung tung, rồi cứ thế thiếp đi lúc nào không hay. Tôi mơ một chuỗi giấc mơ kỳ lạ. Đầu tiên, tôi mơ thấy mình lấy một cô gái câm làm vợ, cô ấy giơ tay huơ huơ vẽ vẽ tỏ ý muốn tôi đưa đi xem phim. Cũng chẳng biết bằng cách nào mà chúng tôi đã đến rạp chiếu phim, chẳng cần mua vé cứ thản nhiên đi vào, bộ phim ấy không đầu không đũa, cũng chẳng rõ đâu vào với đâu, chẳng phải là cảnh cháy nổ thì là cảnh núi lở. Bộ phim cứ thế chiếu, tôi và cô vợ câm chợt phát hiện ra rạp chiếu phim đã biến thành một hang động, bên trong bóng tối mịt mùng, hình như có một vực thẳm sâu hun hút. Tôi kinh hãi, cuống cuồng nói với cô vợ câm, không xong rồi, đây chính là động quỷ không đáy ở sâu trong sa mạc, chúng ta mau chạy thôi. Nhưng vợ tôi lại đứng im bất động, bất thình lình đẩy tôi xuống động quỷ, tôi rơi xuống đáy động, ở đó có một con mắt khổng lồ đang chằm chằm nhìn tôi. Đột nhiên đầu mũi buông buốt như bị ai đó véo, tôi choàng tỉnh giấc, thấy lờ mờ trước mắt một hình bóng quen thuộc. Người đó đang lấy ngón tay véo mũi tôi. Tôi vừa mở mắt ra liền gặp phải ánh mắt của đối phương, vốn đang mơ đến một con mắt to đáng sợ, lại chưa tỉnh hẳn, đột nhiên thấy có người nhìn đang mình, tôi giật thót người, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống. Định thần nhìn lại, hóa ra là Silly Dương đang đứng trước mặt tôi, tuyền béo và răng vàng đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo, thằng béo cười lớn, nhất, mơ giữa ban ngày hả? Mẹ cha, nước dãi chảy ròng ròng kìa, chắc mơ lấy em nào hả? Răng vàng nói, tỉnh chưa anh nhất? Tiểu thư Dương ở bên Mỹ bay sang đây này. Cô ấy bảo có chuyện gấp muốn gặp anh đây. Silly Dương đưa cho tôi chiếc khăn mùi xoa, mới có mấy ngày không gặp đã thêm tật xấu rồi. Nước dãi sắp chảy thành sông rồi đấy, mau lau đi. Tôi không nhận khăn của Silly Dương, đưa tay áo lên quẹt ngang miệng, sau đó vươn vai, dụi mắt, xong ngáp ngắn ngáp dài nói với Silly Dương, mắt của cô, à, đúng rồi. Lúc này cơn ngái ngủ đã hoàn toàn biến mất. Chợt nghĩ đến vết chạm đỏ hình nhãn cầu trên lưng, tôi vội nói, đúng rồi, mấy hôm nay tôi cũng đang nghĩ cách tìm cô đây, có vài việc quan trọng lắm. Silly Dương nói, tôi cũng có vài việc quan trọng cần bàn với anh. Ở đây ồn quá. Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh nói chuyện đi. Tôi vội đứng lên, bảo tuyền béo và răng vàng trong hàng, rồi cùng Silly Dương ra công viên Long Đàm gần khu chợ đồ cổ. Công viên Long Đàm hồi ấy còn chưa xây lại, không lớn lắm, dù là ngày lễ Tết. Nhưng người đến đây cũng không nhiều, Silly Dương chỉ tay về một băng ghế đá yên tĩnh bên hồ nói, chỗ này được đấy, ta ngồi đây nói chuyện nhé. Tôi nói với Silly Dương, thường thì chỉ có các đôi yêu nhau, tán tỉnh nhau mới ngồi đây thôi, nếu cô không ngại, thì tôi cũng chẳng sao. Cái chốn nhỏ nhắn này cũng hay đấy, hẹn hò ở đây thích hợp quá còn gì. Silly Dương sinh ra và lớn lên ở Mỹ,
tuy sống một thời gian dài trong khu người Hoa, nhưng cũng không hiểu rõ tôi đang nói gì lắm, liền hỏi, sao cơ? Ý anh là những đôi tình nhân yêu nhau mới được ngồi bên hồ thôi à? Tôi thầm nghĩ bối cảnh văn hóa hai nước khác biệt quá lớn, chuyện này muốn giải thích cũng khá phức tạp, đành nói, đất nước của nhân dân thì nhân dân ngồi, ghế đá trong công viên ai ngồi chẳng thế, hai ta cứ mặc xác nó đi. Nói xong liền ngồi xuống. Tôi hỏi Si Ly Dương, bệnh tình giáo sư Trần đỡ chưa? Si Ly Dương ngồi xuống cạnh tôi, thở dài nói, giáo sư Trần vẫn ở Mỹ điều trị, ông bị sốc nặng quá, tình hình trước mắt vẫn không có tiến triển gì nhiều. Nghe Si Ly Dương nói bệnh tình của giáo sư Trần vẫn không có gì biến chuyển, tôi cũng thấy buồn buồn, nói thêm dăm ba câu rồi đi vào việc chính, đương nhiên không phải việc tôi trả tiền cho cô, đúng như tôi đã dự đoán, việc đó liên quan đến vết chàm đỏ hình nhãn cầu đột nhiên xuất hiện trên lưng. Không chỉ có tôi và Tuyền Béo, cả trên lưng Si Ly Dương và giáo sư Trần cũng xuất hiện thứ quái đản kia. Chuyến đi Tân Cương lần đó, tổng cộng có 5 người sống sót, ngoài 4 chúng tôi ra, còn có một người hướng đạo, lão cáo già sa mạc Aliman, không biết trên lưng ông ta có xuất hiện vết chàm đỏ này không nữa. Si Ly Dương nói, ông Aliman chắc không có đâu, bởi ông ta chưa thấy động quỷ. Tôi nghĩ dấu ấn này chắc có mối liên quan nào đó với con mắt của bộ tộc quỷ động. Có quá nhiều điều bí mật liên quan đến bộ tộc thần bí này chưa được vén lên, nhưng những bí mật không ai biết đến đó cùng với cái động quỷ không hiểu thông đến tận đâu kia đều đã vĩnh viễn chôn vùi dưới cát vàng lớp lớp, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi. Tôi kể lại cho Si Ly Dương nghe những điều biết được từ giáo sư Tôn ở Cổ Lam, hy vọng cô có thể đưa ra phán đoán nào đó, rốt cuộc dấu hiệu đó có phải một lời nguyền mà quỷ động đã ám vào chúng tôi hay không? Si Ly Dương nghe xong liền hỏi, giáo sư Tôn, có phải tên ông ấy là Tôn Diệu Tổ không? Vị giáo sư này rất có tiếng trong giới khảo cổ phương Tây, là một trong số vài chuyên gia giải mã văn tự cổ trên thế giới, rất giỏi đọc hiểu ký hiệu, ám hiệu cho đến những hình vẽ được mã hóa từ thời cổ đại. Tôi đã từng đọc sách ông ấy viết, cũng biết ông ấy và giáo sư Trần là chỗ thân quen, nhưng từ trước đến giờ chưa có dịp nào tiếp xúc cả. Năm 1981 trong ngôi mộ của Farah Galora ở Ai Cập, người ta khai quật được một số văn vật, trong đó có một cây quyền trượng khắc rất nhiều những ký hiệu tượng hình, nhiều chuyên gia đã chịu bó tay với loại ký hiệu này. Một chuyên gia người Pháp trong đoàn quen biết giáo sư Tôn Diệu Tổ đã viết thư nhờ ông giúp đỡ và nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của giáo sư Tôn, cuối cùng phán đoán ra cây quyền trượng này là cây trượng hoàn tuyền có khắc rất nhiều những văn tự cõi âm trong truyền thuyết Ai Cập. Bấy giờ phát hiện này đã làm chấn động cả thế giới, từ đó danh tiếng của giáo sư Tôn vang khắp năm châu. Nếu như giáo sư Tôn đã nói ký hiệu này không phải là hình nhãn cầu, mà là một loại đồ ngôn tượng trưng nào đó, tôi nghĩ chắc chắn kết luận đó có đủ lý lẽ. Tôi thầm tặc lưỡi, không nhờ ông giáo sư tính tình cổ quái trông chẳng khác gã nông dân kia lại là người có vai vế đến vậy, thật không thể xem mặt mà bắt hình dong được. Tôi hỏi Si Ly Dương, tôi thấy cái vết ấy là ký hiệu hay chữ viết gì cũng được, nhưng quan trọng nhất là nó là điềm lành hay dữ. Liệu có liên quan gì đến cái di chỉ chết tiệt kia không? Si Ly Dương nói, chuyện này lúc ở Mỹ tôi cũng đã tìm được một số manh mối rồi, anh còn nhớ cuốn sách Tiên tri ở núi Giác Lam không? Trên đó nói trong 4 người sống sót chúng ta, có một người là hậu duệ của nhà tiên tri, người đó quả đúng là tôi. Ông ngoại tôi qua đời năm tôi 17 tuổi, ông Tô ra đi rất đột ngột, không một lời dặn lại. Đợt vừa rồi về Mỹ, tôi đã lục tìm những di vật của ông, trong đó có một cuốn nhật ký, rồi phát hiện ra rất nhiều đầu mối hết sức bất ngờ, chứng minh một cách thuyết phục cho tính chân thực của lời tiên tri. Xem ra sự việc đã phát triển theo chiều hướng tôi lo ngại nhất, đúng là ghét của nào trời trao của ấy, cái động quỷ ác mộng kia, càng tránh nó lại càng như một miếng cao da chó bám chặt lấy da thịt mình. Có thật chúng tôi đã bị thành cổ tinh tuyệt nguyền rủa. Nhưng ngôi thành cổ ấy cùng dãy núi Giác Lam, chẳng phải đều đã vĩnh viễn vùi sâu dưới lớp cát vàng rồi sao? Si Ly Dương nói, không phải lời nguyền, nhưng còn phiền phức hơn thế, Giác Lam, tôi sẽ kể từ đầu cho anh nghe những gì tôi biết. Hết chương 20. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.